soi phim giờ vàng gia đình mình vui bất tình lình. Mẹ Ngọc Hà y hệt cô gái, từ ngoại hình cho đến tính cách, 10 điểm không có nhưng cho diễn viên Tú Oanh. Các cháu nói con ai cũng được, nhưng mà nói con cô là cô không chịu được nhá. Con cô là nhất. Mẹ Trần Lê Ngọc Bích của con hả? Thật ra hồi nãy con cũng đính đến là con mắng cho chúng nó một trận, nhưng mà không ngờ mẹ mắng hộ con rồi. Soi phim giờ vàng sẽ soi sáng những chi tiết thú vị trong phim truyền hình hot nhất hiện nay mà chưa chắc bạn đã nhận ra. Gia đình mình vui bất tình lình càng về cuối càng có thêm nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn khán giả. Mỗi cặp đôi trong gia đình này đều có những câu chuyện mâu thuẫn, những khúc mắc khác nhau. Sau khi được giải quyết sẽ mang đến cho khán giả những bài học kinh nghiệm sống để từ đó yêu thêm tổ ấm nhỏ của mình. Chuyện nhà anh Công đã được giải quyết ổn thỏa, anh thay tính đổi nét, yêu thương mẹ con chị Phương hơn. Thành và Hà cũng vượt qua được biến cố bất nhẫn, và dĩ nhiên Danh và Trâm Anh cũng sẽ có những thử thách trong những ngày tháng đầu của cuộc hôn nhân. Kể từ khi nhân vật Khải do diễn viên Trọng Lân thủ vai xuất hiện, những biến cố bắt đầu ập đến với cặp Danh và Trâm Anh. Khải là tình cũ của Trâm Anh, lập kế hoạch làm phim cho cô đóng vai chính, đồng thời tặng chiếc ô tô để phá hoại hạnh phúc của đôi trẻ. Anh ta nghĩ rằng Trâm Anh vẫn cần tiền như thời sinh viên còn khó khăn. Trong khi tình tiết phim đang căng thẳng, nhiều khán giả tò mò những tập tiếp theo để xem Danh và Trâm Anh giải quyết thế nào, thì một nhân vật mới xuất hiện khiến ai xem phim cũng cười phá lên. Đó là bà Trần Lê Ngọc Bích, mẹ của Trần Lê Ngọc Hà do diễn viên Tú Oanh thủ vai. Có thể nói sự xuất hiện của diễn viên Tú Oanh như một làn gió mát thổi giữa trưa hè khi bộ phim đang ở giai đoạn cao trào, căng thẳng. Đúng là hồ phụ sinh hồ tử, bà Bích mới xuất hiện đã tung cước chửi nguyên dàn nhân viên ở công ty cũ của Hà khi họ nói cô nghỉ việc. Ngoại hình của bà Bích giống y hệt Hà, từ mái tóc xù mì, giọng nói sang sảng cho đến cách chửi liên hoàn, không để ai nói lại được câu nào. Xong chuyện ở công ty con gái, bà Bích rủ con đi ăn uống hẹn hò bên ngoài chứ không về nhà thông gia vì sợ tốn tiền. Trước đó khi đi ăn cỗ, bà còn cố ăn thật nhiều vì tức tiền đóng phong bì. Sự keo kiệt tính toán chi li này giống y hệt tính cách của Hà trong những tập đã phát sóng. Khán giả xem phim cũng đã hiểu Hà giống ai rồi. Dù có cái mỏ hỗn nhưng bà Bích lại là người tốt, giống như tính cách của Hà, nhiều khi khiến khán giả khó chịu nhưng lại luôn biết nghĩ cho gia đình, sống lương thiện. Khi nghe tin Phương có bầu sau hàng chục năm hiếm muộn, bà Bích không chù ẻo mà lại chúc mừng cho gia đình nhà ông bà thông gia. Bên cạnh đó, dù có bản tính keo kiệt, tính toán nhưng bà Bích cũng giữ tiền cho con gái để cho cháu ngoại. Hà đúng là có phúc khi được làm con của bà. Trước khi tập phim này lên sóng, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cũng đã từng chia sẻ về sự xuất hiện của nghệ sĩ Tú Oanh, một nhân vật khách mời như chú ruồi để mang đến sự thú vị cho bộ phim. Chắc chắn nữ diễn viên sẽ còn lên sóng nhiều phân đoạn nữa cùng Lan Phương. Chỉ xuất hiện vài phân đoạn ngắn thôi nhưng khán giả dành cực nhiều lời khen cho Tú Oanh, từ tạo hình nhân vật đến từng cử chỉ, giọng điệu lời nói làm cho ra chất. Tú Oanh bao giờ cũng thế, nhận vai nào dù bé hay lớn đều luôn nghiêm túc và hết mình. Trước gia đình mình vui bất tình lình, Tú Oanh từng đóng cương vị tình thân, đấu trí, mỗi người mẹ một môi trường sống, tính cách khác nhau nhưng vai nào cũng ấn tượng. Phim gia đình mình vui bất tình lình đã bùng nổ rating khi drama vợ chồng Trâm Anh ngày càng gay cấn. Lần trở lại này Khả Ngân diễn ổn hơn rất nhiều. Theo dõi video tiếp theo của series Soi phim giờ vàng để biết được cảnh quay khó nhất đối với nữ diễn viên khi tham gia bộ phim này là gì nhé.